chương 31. Mỹ nữ cảnh sát, 2. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ô ô ô ô. Nghe phía sau truyền đến tiếng còi cảnh sát, lăng trần có chút kinh ngạc, chiếc kia xe cảnh sát tài xế kỹ thuật không tệ, ngay cả loại địa phương này đều có thể đuổi theo. Lúc này, phía trước chiếc kia buýt xe bỗng nhiên gấp dừng lại, tiếp lấy treo cái ngược lại cản, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lăng Trần dơ lên lông mày, lái xe Audi trực tiếp xông tới. Âm. Nương theo một tiếng vang lớn, xe Audi xe đầu trực tiếp cùng buốt xe đuôi xe hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt thay đổi hình. Lăng Trần sợ lấy có chút choáng váng đầu, đưa tay dời an toàn khí nang, chuẩn bị xuống tay lái buốt xe tài xế bắt tới. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, xe Audi xe cửa bởi vì vừa rồi đập vào nghiêm trọng biến hình, đã bị kẹt chết rồi. Cái gì xe nát? hắn thầm mắng một tiếng, huy quyền liền hướng trước xe cửa sổ đập tới. Một quyền oanh xuất, vốn đã nứt ra cửa sổ xe lập tức vỡ thành mẫu thủy tinh. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp xong xuất ghế lái, chỉ thấy phía trước chiếc kia buộc xe cửa sổ mái nhà bên trên chui xuất một người. Mượn xe độ cao, người kia hai chân nhảy lên, hai tay chế trụ bên ngõ nhỏ tường vây, thân thể thuận thế đi lên vọt tới, đảo mắt liền biến mất ở hắn ánh mắt bên trong. Lăng Trần e sợ cho đối phương trốn xa, vội vàng xong suốt ghế lái, hai tay móc ở trên vách tường nhô ra thạch đầu, đang định xoay người vượt qua. Không được nhúc nhích. Cho ta xuống tới. Lăng Trần khóe mắt liếc qua quét qua, lập tức giật mình, chỉ gặp hạ Mộc đồng bưng súng, mặt như băng sương nhìn mình chầm chầm. Bị hồng súng đen ngòm chỉ, hắn âm thầm kêu khổ, chỗ nào còn nhớ được chạy trốn mục tiêu. Là người, lúc này, Hạ Mộc Đồng cũng nhận ra Lăng Trần hà cảnh quan buộc xe tài xế chạy trốn ngươi còn không đuổi theo hắn chạy trốn là hắn vận khí tốt ngươi có bản lĩnh trốn trốn nhìn lăng trần bất đắc dĩ không công đánh mất cơ hội tốt như vậy thôi cùng lắm thì nhớ cái siêu tốc chạy phạt mấy trăm khối tiền chỉ tiếc để cái kia buộc xe tài xế trốn vừa rồi tại kiến thức đối phương thân thủ về sau hắn càng thêm khẳng định thân phận của người kia không đơn giản nếu như không phải chức nghiệp sát thủ chính là chức nghiệp lính đánh thuê, hơn nữa còn là hành nghiệp bên trong người nổi bật. Ở hắn ấn tượng bên trong, thế giới bài danh 10 vị trí đầu lính đánh thuê đều là đoàn đội tổ chức, có rất ít đơn binh tác chiến. Mà lại, lính đánh thuê sẽ không trắng trận làm xuất loại khiêu khích này cử động, bọn hắn làm việc từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh. Kết hợp những kinh nghiệm này, hắn có thể bài trừ đối phương là lính đánh thuê khả năng. Đã không phải chức nghiệp lính đánh thuê, vậy đối phương có thể là chức nghiệp sát thủ. Sát thủ coi trọng lấy tỉnh chế động, sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó âm u bên trong tìm cơ hội nhất kích tất sát. Mặt khác, sát thủ đang hành động trước đó sẽ đối với mục tiêu tình huống tiến hành theo dõi điều tra, những này đặc thù đều nói rõ cái kia buộc xe tài xế là một tên sát thủ. Không phải là hắn, lăng trần con mắt hơi hiếp bắt đầu. Thế giới bài danh 10 vị trí đầu sát thủ hắn đều biết rõ, tuy nhiên chưa có tiếp xúc, nhưng hắn đối với những người kia hành sự phong cách đều có hiểu biết không có cách lúc trước công tác của hắn tính chất cần muốn nắm giữ những tin tức này hắn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là ai cùng nam vinh uyển thanh có không thể khuyên thăm cừu đại hận lại muốn thuê đỉnh cấp sát thủ đẩy nàng vào chỗ chết suy nghĩ nửa ngày hạ mộc đồng kêu gọi trợ giúp đã đuổi tới lưu lại mấy tên đồng sự ở hiện trường hạ mộc đồng trực tiếp áp lấy lăng trần chạy tới sở cảnh sát Ngồi ở sau xe bên trong, Lăng Trần nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong hạ một đồng, ánh mắt tỏa sáng. Tối hôm qua ở quán ba lúc bởi vì ánh đèn quá tối tăm, sự chú ý của hắn đều bị hạ một đồng cái kia ngạo nhân hai ngọn núi hấp dẫn, bởi vậy không có nhìn kỹ tướng mạo. Hiện tại có cơ hội hảo hảo thưởng thức, hắn mới phát hiện cô nàng này lớn lên coi như không tệ. Sống vai tóc ngắn, mặt trái xoan, da thịt hiện ra sức khỏe mạnh tiểu mạch sắc, như anh đào động lòng người cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh còn mọc ra một khỏa mỹ nhân chí. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lăng Trần âm thầm thở dài. Loài mỹ nữ này lại là cái bách hợp, thật sự là lãng phí tư nguyên. Xuyên qua kính chiếu hậu, Hà Mộc Đồng cảm nhận được Lăng Trần cái kia sắc mị mị ánh mắt, sắc mặt lập tức sụ xuống. Ngươi lại muốn dám nhìn nhiều, có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi đào xuống đến hạ cảnh quan, cái này liền là của ngươi không đúng, lớn lên đẹp mắt còn không cho người nhìn, vậy sao được, làm người không thể quá keo kiệt, phải học được chia sẻ. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta ngay cả ngươi mồm mép một khối xé. Lăng Trần nhếch miệng, cô nàng này tính khí quả thực là cái cọp cái, so tô lâm chỉ có hơn chứ không kém. Đến cục cảnh sát, làm xong điều tra, Lăng Trần mới biết mình phiền phức so sánh lớn. Siêu tốc chạy tiền phạt 2 ngàn thu về và hủy giá chiếu lại thêm vượt đèn đỏ tiền phạt, hết thảy gần 5.000. Mà lại, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, còn muốn chỗ lấy 7 ngày tạm giữ. Mình trong túi quần chỉ cần mấy trăm khối tiền, đều không đủ nộp tiền phạt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát cho Chung Vĩ gọi điện thoại. Mình tốt xấu là bởi vì công bị bắt, công ty lẽ ra thanh lý. Còn nữa, sát thủ sự tình hắn nhất định phải cho Chung Vĩ đề tỉnh một câu. Uy, Chung đội, là ta, Ta bây giờ bị nhốt tại cục cảnh sát, người có thể hay không? Uy. Uy. Nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến manh âm, Lăng Trần có chút khó chịu, tên kia lại đem điện thoại của mình cúp. Đúng lúc này, Hạ Mộc Đồng đi tới. Ngươi đi theo ta. Đi làm cái gì, hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Gặp Hạ Mộc Đồng quay người rời đi, Lăng Trần vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng, giải thích nói. Hạ Cảnh Quan, ngươi cũng biết rõ ta là hồng vũ tập đoàn bảo an bộ người ta mới vừa rồi là đang đuổi bắt nghi phạm có người muốn đối với nam vinh tiểu thư bất lợi ta ngươi ít tìm cho ta lấy cớ ta đã gọi điện thoại đến công ty của các ngươi hỏi qua các ngươi bảo an bộ chung đội trưởng phủ nhận có chuyện này hắn nói đây đều là chuyện riêng tư của ngươi cùng công ty không quan hệ lăng trần im lặng chỉ tự trách mình ở người của công ty duyên quá kém ngay cả một cái tin tưởng mình người đều không có lăn lộn đến hắn loại tình trạng này thật thất bại thả ta ra thả ta ra đi qua một gian phòng thẩm vấn lúc lăn trần vểnh tai đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận nhỏ không thể nghe được gọi tiếng tên kia tại sao lại ở chỗ này cảm thấy kỳ quái hắn không khỏi dừng bước đưa tay đẩy ra phòng thẩm vấn cửa lập tức bên trong phát sinh một màn để ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống phòng thẩm vấn bên trong khương hào bị hai tên cảnh sát theo trên ghế một tên khác cảnh sát dơ bình lớn nước suối, chết sức lực hướng Khương Hào miệng bên trong ngược lại. Khương Hào liều mạng dãy dụa lấy, nước không ngừng từ lỗ mũi bên trong tuôn ra suốt, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Dừng tay. Nhìn thấy Lăng Trần từ phòng thẩm vấn bên ngoài nhanh chân đi đến, Khương Hào phản phất thấy được cứu tinh. Trần ca, cứu ta, nhanh cứu ta. Trong đó một tên cảnh dò xét nhìn Lăng Trần, thần sắc lập tức lạnh xuống. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh đi ra ngoài. Nói, hắn đưa tay liền muốn đẩy ra Lăng Trần. A! À. Lăng Trần góc miệng hơi bốc lên một tia dị dạng nụ cười, tùy tiện hướng chỗ ấy vừa đứng, lại giống một khỏa thương tùng ở tên kia cảnh sát đẩy phía dưới, vậy mà không nhúc nhích tí nào, cảnh sát kia dưới sự kinh hãi, lập tức làm xuất sức lực toàn thân đẩy ra, cũng liền ở một tiết tắc này cái kia, Lăng Trần bả vai chật lệch rồi lệch ra, tên kia cảnh sát bú sữa mẹ khí lực tức thì không có gắng sức điểm, cả người hướng phía trước một cái loạn choạng ngã nhào xuống đất, răng cửa cũng đập mất. Hai cái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32. Sát thủ, 1. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thấy thế, hai gã khác cảnh sát sắc mặt đột biến, quát lớn nói. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đánh lén cảnh sát đánh lén cảnh sát, Lăng Trần cười cười, nói. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, là chính hắn đến đẩy ta, tay ta không động cứ không nhúc nhích, nói thế nào ta đánh lén cảnh sát đâu. Khó nói cảnh sát các ngươi đúng vậy như thế sự án sau, Lăng Trần, ngươi làm gì, sau lưng hạ một đồng bước nhanh chạy tới. Vừa mới nghe được phòng thẩm vấn bên trong kêu đau đớn âm thanh, nàng mới phát hiện Lăng Trần không thấy. Mắt thấy một tên cảnh sát ngã trên mặt đất, sắc mặt nàng không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói. Đây là ngươi làm hiểu lầm, cái này nhưng là chính hắn té. Mặt khác, mấy vị này cảnh sát nhân dân muốn bằng hữu của ta động tư hình. Hạ cảnh quan, các ngươi cầm người đóng thuế tiền, chính là như vậy vì nhân dân phục vụ, ngươi nói bậy. Trong đó một tên cảnh sát giận nói. Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta vận dụng tư hình, ta chỉ là cho hắn ăn uống nước, ngươi muốn không tin có thể dẫn hắn đi làm kiểm tra. Lăng Trần khịt mũi coi thường. Nếu không phải ta phát hiện kịp lúc, đoán chừng bằng hữu của ta đã bị vu oan giá họa. Hạ cảnh quan, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, khó nói trên vách tường cái kia, nghiêm hình bức cung, bốn chữ là dùng đến bày nhìn, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng ta không cần thiết cho ngươi bàn giao, ngươi đừng quên ngươi bây giờ là thân phận gì. Dứt lời, Hạ Mộc Đồng nhìn lấy cái kia hai tên cảnh sát, lạnh giọng nói người này vụ án là người nào chịu trách nhiệm, ta phụ trách. Hạ Mộc Đồng cùng Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc húi của thanh niên từ phòng thẩm vấn bên ngoài đi đến. Ngụy Đông, người này phạm vào tội gì, một cái tiểu lưu manh, dẫn người tụ chúng ẩu đả, bị ta cho bắt được. Oan uổng, ta oan uổng, rõ ràng là ngươi dẫn người cưỡng ép xông vào nhà ta đem ta bắt được, ngươi căn bản không có chứng cứ. Ngụy Đông phản phất không nghe thấy Khương Hào, mỉm cười nói tân cảnh quan, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Thủ hạ của ngươi đối với Phạm Nhân vận dụng tư hình, đã ta thấy được, vậy ta liền không thể mặc kệ. Ngươi trước quản giáo tốt thủ hạ của ngươi, cái này Phạm Nhân ta mang đi, từ giờ trở đi hắn vụ án ta tới đón. Gặp Hạ Mộc Đồng mang theo Khương hào chuẩn bị rời đi, Ngụy Đông Vương tay ngăn trở nàng đi đường, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hạ Mộc Đồng ta sự tình ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Có bản lĩnh ngươi đi cục trưởng nơi đó cáo ta, ngươi muốn không có can đảm đó liền tránh ra cho ta, khác cản trở ta nói. Hạ Mộc Đồng không chút nào yếu thế. Ngụy Đông ánh mắt lấp lóe, nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra, nụ cười trên mặt nhàn nhạt. Đã Tần Cảnh Quan muốn tiếp nhận vụ án này, ta đương nhiên không có ý kiến. Chúng ta đi. Rời đi phòng thẩm vấn, Lăng Trần sóng vai đi ở Khương hào bên người, hỏi. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, ta vừa không phải đã nói rồi sao, cái kia gọi ngụy đông gia hỏa vô duyên vô cớ xông vào trong nhà của ta, nói ta tụ chúng ẩu đả, cưỡng ép đem ta bắt được cục cảnh sát tới. Khương Hào một mặt vô tội. Hắn tổng sẽ không vô duyên vô cớ bắt ngươi a, à, tiểu tử ngươi đức hạnh gì ta rõ ràng nhất, chớ ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trần ca, ta mấy ngày gần đây nhất tất cả đều bận rộn làm chính sự, Phạm pháp phạm kỹ sự tình một kiện đều không làm, nhất định là dương thắng cái kia khốn nạn, tên kia đoạt không xuống địa bàn của ta liền dùng cái này loại ám chiêu. Ngươi làm sao biết rõ là hắn dương thắng quan hệ tương đối cứng rắn, nghe nói hắn trước kia mấy cái đối đầu đều là bị hắn dùng loại phương pháp này giải quyết. Các ngươi hai cái dông dài xong chưa? Hạ Mộc Đồng không nhịn được trở lại đầu. Lăng Trần Ngượng ngùng cười cười, vừa rồi kiến thức Hạ Mộc Đồng cường ngạnh hắn đối với cái này cọc cái hảo cảm nhanh chóng tăng lên dứt bỏ bách hợp thân phận không đề cập tới hạ mộc đồng là cái tương đối có tinh thần chính nghĩa cảnh sát đến phòng tạm giam hạ mộc đồng đem hai người bọn họ cùng nhau nhốt đi vào đều cho ta trung thực ở lại nhất là ngươi nàng chỉ chỉ lăng trần ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại lúc này hồng vũ công ty tổng bộ cao ốc chung vĩ cùng lương triệu huy đẩy ra chủ tịch hợp đồng quản trị văn phòng cửa nói chủ tịch hợp đồng quản trị thời gian không sai biệt lắm ký kết nghi thức còn có nửa giờ bắt đầu nam vinh nguyễn thanh thả tay xuống bên trong hợp đồng đẩy xe lăng nói đi thôi chủ tịch hợp đồng quản trị còn có chuyện gì là liên quan tới lăng trần nam vinh nguyễn thanh lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi ta không muốn được nghe lại tên của người này về sau đừng có lại ta trước mặt nhắc tới. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Ba người ngồi thang máy đến dưới mặt đất bãi đổ xe, đội xe sớm đã chờ xuất phát. Xuất phát. Chung Vĩ thông qua bộ đàm hạ một tiếng chỉ lệnh, dẫn đầu Land Rover lập tức lái ra khỏi bãi đổ xe. Đi qua hơn 20 phút đường xe, đội xe thuận lợi đến lão thành khu. Hôm nay là lão thành khu đồng thời cải biến công trình khởi động. Đông Hải thị rất nhiều nhân vật trọng yếu đều tề tụ một đường, cùng nhau chứng kiến cái này cái trọng yếu thời khắc. Nhiều năm trước tới nay, lão thành khu Trị An không chỉ kém, mà lại tốt xấu lẫn lộn, hoàn cảnh tao loạn, tỷ lệ phạm tội ở toàn thị cư cao không xuống. Nếu như cải biến công trình hoàn thành, chẳng những có thể cải thiện thị gió thị mạo, còn có thể mình chiến tích trên Lan Can thật to tăng thêm một bút, bởi vậy phủ thị chính các quan lớn phi thường trọng thị dù cho khí trời nóng bức cũng muốn đích thân tới hiện trường. Nam Vinh Nguyễn Thanh đến không thể nghi ngờ là toàn trường điểm sáng lớn nhất, sự xuất hiện của nàng lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ánh mắt. Kỳ thực, một số quan lớn nhân vật trọng yếu tới này mục đích chủ yếu chính là vì thấy Nam Vinh Nguyễn Thanh phong thái. Làm Đông Hải thì một đóa kim hoa, Nam Vinh Nguyễn Thanh đại danh ít có người không biết, nhưng thực sự được gặp nàng người lại ít càng thêm ít. Bởi vì Nam Vinh Nguyễn Thanh đi đứng không tiện lợi, cho nên rất sống thêm động đều là từ hồng vũ tập đoàn còn lại nhân viên ra mặt. Xét thấy lần này là cùng chính phủ bộ môn hợp tác, vi biểu coi trọng, Nam Vinh Nguyễn Thanh mới tự mình trình diện. Lương Triệu Huy, ngươi cùng ta sát người phụ trách chủ tịch hội đồng quản trị an toàn, những người khác phát tán. Đến hiện trường, chung vĩ cho các đội viên an bài nhiệm vụ. Bởi vì lần này tham gia ký kết nghi thức đều là thị bên trong quan lớn nhân vật trọng yếu, còn có không ít xí nghiệp gia, bởi vậy hội trường bảo an công tác phi thường xâm nghiêm. Từ sáng sớm bắt đầu, chung quanh ngõ hẻm toàn bộ bị phong tỏa, cấm đoán tạp vụ cổ xe thông hành. Hội trường bốn phía còn thiết trí đề thăng hàng rào, quần chúng vây xem đều bị khống chế ở hội trường 10 mét bên ngoài. Ký kết nghi thức vẫn là một giờ bắt đầu, nhưng Nam Vinh Nguyễn Thanh cũng không thanh nhàn, thân vì lần này ký kết nghi thức chủ giác, tự nhiên tránh không được cùng những cái kia chính phủ quan lớn đánh quan hệ. Hàng rào bên ngoài, đám người vây xem dơ dù che nắng đỉnh lấy nắng gắt ở nơi đó nghị luận âm ỉ nhưng mà không có người chú ý tới một tên nam tử cầm điện thoại di động mang theo mũ lưỡi trai xuyên toa ở đám người bên trong còn giống như rắn độc ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng quét về phía trong hội trường một lát sau nam tử trong tay điện thoại di động truyền đến một trận ong ong chấn động âm thanh hắn cầm điện thoại di động lên là một cái tin nhắn ngắn bên trên chỉ có bốn chữ hàng hóa đã ném. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Sát thủ 2 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thu hồi điện thoại di động, nam tử càng qua đám người, một mình đi vào ven đường ngõ nhỏ. Đi qua thùng rác thời điểm, hắn tự đóng rác rưỡi bên trong tìm xuất một cái màu đen túi nhựa, sau đó trở về ngõ nhỏ tận đầu, nơi đó có một nói toạc ra củ quyển áp cửa. Tiến vào cửa, nam tử mở đèn lên, dưới ánh đèn lờ mờ, bên trong là một cái không đến 10 bình phương phòng nhỏ, khắp nơi đều chất đầy tạp vật, tản ra gây mũi mùi vị khác thường. Nam tử mặt không thay đổi xé mở túi nhựa, từ bên trong lấy xuất một cái vali sách tay. Mở rương ra, bên trong trưng bày một thanh Samuel Colt M1911 loại súng lục, cộng thêm ống giảm thanh cùng mấy cái băng đạn. Đem trang bị sát người đặt ở y phục dưới, nam tử lại từ túi nhựa bên trong sách xuất một cái tay nải lưng ở trên lưng. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, hắn nhìn đồng hồ, sau đó ở một bên an tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. 9 giờ sáng 40, khoảng cách ký kết nghi thức còn có 50 phút đồng hồ. Giờ phút này, ở cục cảnh sát bên trong, Lăng Trần cùng Khương Hào ngồi ở phòng tạm giam bên trong câu được câu không tán gẫu. Trần ca, Hào ca. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo ở hạ một đồng chỉ huy bên dưới bước nhanh tới. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây, Trần ca, ngươi đem xe của ta đụng, ta có thế không biết sao. Ngươi không có bị thương chứ, ta thân thể này sau ngươi chiếc kia xe nát mạnh hơn nhiều. Ngươi tới thật đúng lúc, mau đem chúng ta làm đi ra. Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ nói. Ta vừa hỏi qua, chỉ có thể nộp tiền bảo lãnh Hạo ca ra ngoài, ngươi không được vì cái gì ngươi muốn tạm giữ đầy bảy ngày mới có thể thả ra? Hạ Mộc Đồng ở bên cạnh lạnh lùng nói. Hạo tử, ngươi qua đây. Lăng Trần ngoắt ngón tay, đem Nam Vinh Hạo gọi vào phụ cận, bạn giao nói. Ngươi nói cho liễu không hoặc là gia gia ngươi, liền nói có người muốn đối với ngươi đại tỷ bất lợi, để nàng cẩn thận, tốt nhất có thể tăng cường nhân thủ, tận lực giảm bớt bên ngoài suốt. Hắn biết rõ chung vĩ nơi đó nói không thông, vẫn là trực tiếp báo cáo liễu không tương đối hữu dụng. Trần ca, ngươi còn không biết nói, đại tỷ của ta hôm nay đi lão thành khu, bên kia có cái ký kết nghi thức muốn tham gia. Cái gì, lăng trần trong lòng giật mình. Lão thành khu bên kia hoàn cảnh hỗn loạn, nếu như hắn là sát thủ, hắn khẳng định chọn ở nơi đó động thủ. Hạo tử, đây không phải nói đùa, việc quan hệ ngươi đại tỷ sinh mệnh an toàn. Ngươi nhất định phải lập tức thông tri ngươi đại tỷ, để nàng lập tức trở lại về công ty ngàn vạn không thể lưu tại lão thành khu gặp lăng trần nói nghiêm trọng như vậy nam vinh hạo cũng khẩn trương lên vội vàng điểm đầu nói tốt ta lập tức đi khương hào ngươi bồi hào tử cùng một chỗ về lão thành khu biết rồi trần ca đưa mắt nhìn hai người sau khi đi lăng trần nhìn lấy hạ một đồng nghiêm mặt nói hà cảnh quan ta thật không có nói đùa có sát thủ muốn đối nam vinh tiểu thư bất lợi mời ngươi lập tức tăng phái nhân thủ tiến về trợ giúp lăng trần ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí nước miếng ngươi ta sẽ không tin tưởng lại nói lão thành khu bên kia đã giới nghiêm thật có sát thủ đi cũng là tự chui đầu vào lưới nói xong hà mộc đồng quay người rời đi phòng tạm giam trở lại văn phòng hà mộc đồng vừa mới ngồi xuống một tên đồng sự đi đến đưa lên một phần văn kiện nói hà cảnh quan Ta tra xét chiếc kia buộc xe chủ xe tin tức, đối phương người ở nước ngoài du lịch, lái xe không phải hắn. Khả năng này là nhà hắn người hoặc là bằng hữu. Ta hỏi qua, người nhà của hắn đều xuất ngoại du lịch, xe một mực thả trong nhà, không có mượn bên ngoài. Hạ Mộc Đồng nhíu mày, lập tức đem cái kia phần văn kiện nhận lấy. 10 giờ sáng 10 phần. Trong hội trường. Trung Vĩ để điện thoại di động xuống, ở Nam Vinh Nguyễn Thanh bên tai thấp giọng nói chủ tịch hội đồng quản trị, vừa mới liễu quản gia gọi điện thoại đến, để ngài lập tức trở về nhà, hắn nói đây là lão gia tử mệnh lệnh. Có nói nguyên nhân sao? Lăng Trần hướng lão gia tử báo cáo nói có sát thủ muốn đối ngài bất lợi, lão gia tử lo lắng an toàn của ngài, cho nên. Ký kết nghi thức còn có 20 phút bắt đầu, phủ thị chính nhân vật trọng yếu đều đến, ta lúc này rời đi làm sao hướng bọn hắn bàn giao, nói đến đây, nàng lời nói dừng lại, nhìn lấy chung vĩ hỏi khó nói ngươi tin tưởng lăng trần cái này nếu quả thật có sát thủ xuất hiện các ngươi có thể bảo hộ ta an toàn sao chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài xảy ra chuyện như vậy là đủ rồi ta tin tưởng ta tín nhiệm ngươi chung vĩ lui sang một bên hướng lương triệu huy làm thủ thế cái sau lập tức tiến đến bên cạnh hắn chung đội chuyện gì ngày hôm qua ngươi đến điều tra qua xung quanh hoàn cảnh xác định không có vấn đề sao. Lương Triệu Huy khẳng định nói. Chung quanh không có điểm cao, dù cho có sát thủ cũng không có khả năng vận dụng súng bắn tỉa, biện pháp duy nhất chỉ có thể là cận thân. Có chúng ta mấy cái ở, sát thủ không có khả năng tiếp cận chủ tịch hội đồng quản trị. Dứt lời, hắn nhìn không được trêu chọc một câu. Trung đội, khó nói ngươi cũng tin tưởng lăng trần chuyện ma quỷ cái kia loại nghiệp dư nhân sĩ sao có thể cùng chúng ta cái này loại nhân sĩ chuyên nghiệp so đừng lo lắng không có việc gì hy vọng như thế lúc này nam vinh Hạo cùng khương hào vội vội vàng vàng lái xe chạy tới lão thành khu vừa xuống xe hai người lập tức ngựa không ngừng vó hướng hội trường phóng đi thử ca hào ca bên này khương hào dừng bước lại chuyển đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới người không khỏi lấy làm kinh hãi hùng ca ngươi tại sao lại ở chỗ này đi qua trong khoảng thời gian này tỉnh dưỡng Triệu Chính Hùng hai chân đã khôi phục không sai biệt lắm, không cần ba tông cũng có thể đi đường. Ta nhận được tin tức, Dương Thắng ở tụ tập nhân mã, ta đoán chừng hắn muốn làm một vố lớn, cho nên mang theo các huynh đệ chạy đến. Khương Hào nghe xong, lập tức nổi giận, chỗ thủng mắng nói. Cái kia khốn nạn hại ta không cạn, hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hạo tử, ngươi đi trước tìm ngươi đại tỷ, ta đi triệu tập các huynh đệ. Ấy, Nam Vinh Hạo vội vàng lên tiếng, vội vàng chạy tới hội trường. Hội trường xung quanh đều bị giới nghiêm, chưa cho phép bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào, ngay cả Nam Vinh Hạo cũng bị ngăn tại bên ngoài. Cũng may chung vĩ đội ngũ trung chính tốt có đội viên ở chung quanh tuần tra, liếc mắt nhận ra hắn, cái này mới thả hắn đi vào. Đại tỷ, đại tỷ. Nam Vinh Nguyễn Thanh nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Nam Vinh Hạo, nhíu mày nói. Sao ngươi lại tới đây? Nam Vinh Hạo gấp nói đại tỷ, có người muốn giết ngươi, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức, là Trần Ca nói cho ta biết. Ai, Trần Ca, Lăng Trần, ngươi nhận biết, công ty chúng ta người. Nam Vinh Nguyễn Thanh sắc mặt lạnh lẽo, mắt bên trong nổi lên lửa giận. Ngươi cùng hắn có lui tới, ta. Nhìn thấy đại tỷ mặt bên trên tản ra hàng ý, Nam Vinh Hạo vai đầu co rụt lại, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nam Vinh Hạo, ngươi nghe kỹ cho ta về sau không cho phép ngươi lại cùng cái loại người này cặn bã có lui tới ngươi muốn dám không nghe ta khuyên vậy ngươi đừng trách ta cái này làm đại tỷ không khách khí là đại tỷ nam vinh hạo khúng đúng nói tâm lý âm thầm kêu khổ trần ca ngươi đến cùng làm sự tình gì đắc tội đại tỷ của ta làm cho cùng giống như cừu nhân sớm biết như thế hắn chưa kể tới lăng trần tên tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 34 sát thủ 3 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio chủ tịch hội đồng quản trị chung vĩ buông xuống bộ đàm đi tới chuyện gì vừa nhận được tin tức có mấy đợt tiểu lưu manh ở bên ngoài hội trường mặt tụ tập ta lo lắng bọn hắn sẽ nhiễu loạn hội trường trật tự lão thành khu hỗn loạn luôn luôn là có tiếng người đi cùng chính phủ ngành người lên tiếng kêu gọi để bọn hắn xử lý biết rồi chủ tịch hội đồng quản trị giờ phút này ở khoảng cách sẽ trận mấy con phố bên ngoài vứt bỏ trên sân bóng rổ đã tụ tập hơn trăm người hào ca chúng ta người đều ở nơi này nói chuyện chính là cái tiểu bàn đôn tên là đường binh cái đầu chỉ có một mét sáu tuổi không lớn lắm ưỡng lấy tròn vo bụng lớn tuy nhiên lớn lên chắc nịch nhưng treo lên đỡ đủ hung ác là khương hào thủ hạ nòng cốt một trong Hùng ca bên kia còn có hơn 60 người, không sai biệt lắm đủ. Đúng lúc này, một tiểu đệ bước nhanh chạy tới. Hào ca. Thế nào, có phải hay không dương thắng cái kia khốn nạn động thủ không có? Hào ca, ta vừa đi tìm hiểu qua, dương thắng tình huống bên kia có chút kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào kỳ quái? Bọn hắn giống như không chuẩn bị đánh chúng ta, mà là hướng hội trường bên kia đi. Khương Hào biến sắc, nói một mình nói. Dương Thắng tên kia muốn làm gì đúng, ngươi thấy Dương Thắng người hay chưa? Không, dẫn đội đều là Dương Thắng mấy cái tâm phúc. Khương Hào nghĩ nghĩ, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Hạo tử, Dương Thắng người xông ngươi bên kia đi, chính ngươi cẩn thận, ta lập tức dẫn người tới. Khi tất cả mọi người bị khiên động thời điểm, thân là kẻ đầu têu Dương Thắng đang ngồi ở mình Mercedes bên trong, hút thuốc, cầm điện thoại di động cùng bên đầu điện thoại kia người trò chuyện. Sự tình ta đã theo yêu cầu của ngươi làm, nhưng giá tiền phương diện còn phải lại nói chuyện. Trước đó ngươi không nói thì lý diện quan lớn sẽ xuất hiện, ta cái này vừa ra tay, những người kia khẳng định sẽ tra được trên người của ta đến, ta gánh phong hiểm quá lớn, cho nên trước đó đàm tốt 200 vạn không đủ. Ngươi muốn muốn bao nhiêu, bên đầu điện thoại kia người hỏi. Một ngàn vạn. 10 phút đồng hồ bên trong tiền của ngươi nếu là không tới sổ sách, ta lập tức gọi ta người dừng tay. Được. Đối phương trầm ngâm một lát, đồng ý. Cúp điện thoại, Dương Thắng thuốc lá đầu đạn xuất ngoài cửa sổ, ngoài miệng nụ cười muốn bao nhiêu rực rỡ có bao nhiêu rực rỡ. Nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ co kè mặt cả, không nghĩ tới sản khoái như vậy. Thắng ca, một ngàn vạn là không ít, nhưng ta sợ sẽ xảy ra chuyện ngồi đang điều khiển tòa tài xế lo lắng nói. Sợ cái gì, vé máy bay ta đã đã đặt xong, tiền vừa đến sổ sách ta lập tức xuất ngoại, bọn hắn muốn bắt cũng bắt không được ta. Bên này xin ý ta sớm sắp xếp xong xuôi, sẽ không rơi xuống, các huynh đệ sẽ tiếp tục quản lý. Có cái kia một ngàn vạn, ta trước xuất ngoại chơi mấy năm, lúc nào gió đầu qua ta trở lại. Đến lúc đó thoải mái cũng sướng rồi, tiền cũng kiếm lời, nhất cử lưỡng tiện, có cái gì không tốt nghĩ tới tương lai ngày đẹp, dương thắng trên mặt trong bụng nở hoa. Đây chính là một ngàn vạn. Khi lão đại tuy nhiên phong quan, nhưng tiền lại lừa không nhiều, dù sao muốn xen vào nhiều như vậy huynh đệ ăn cơm, hắn ở trên đường lăn lộn lâu như vậy cũng mới trên trăm vạn thân gia, này một ngàn vạn không thua gì bánh từ trên trời rớt xuống. Trần Nhạc, lái xe, chúng ta đi trước thì bên trong. Một lát sau, Dương Thắng gặp tài xế của mình không có phản ứng, thế là đem thân thể từ sau bên trong đưa tới, đẩy bả vai của đối phương. Trần. Còn chưa có nói xong, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp Trần Nhạc đầu buông xuống ở trước ngực, trên huyệt thái dương nhiều một cái lỗ máu, máu tươi từ bên trong rò rỉ lưu xuất, đang điều khiển tòa cái khác trên cửa sổ xe còn có một cái tinh tế động nhãn. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, xe cửa bị người từ bên phải mở ra, một tên nam tử tiến vào xe bên trong, trong tay bưng một thanh phối hữu dụng cụ giảm thanh súng lục. Là ngươi Dương Thắng nhận xuất thân phận của đối phương, chính là lần trước ở quán ba cùng mình nói chuyện làm ăn người, thân thể không khỏi sau này rụt rụt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Ngươi! Ngươi muốn làm gì gọi điện thoại gọi ngươi người động thủ, nếu không? Nam tử lôi kéo thương xuyên, đem nạp đạn lên nồng, đè vào Dương Thắng trên trán. Đừng! Khác giết ta! vậy ngươi tốt nhất theo yêu cầu của ta đi làm. Dương Thắng không dám chống lại, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra dùng miễn đề bấm một cái dãy số. Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến thanh âm của một nam nhân. Thắng ca, người đều đến đông đủ, lúc nào đồng thủ hiện tại, lập tức. Cúp điện thoại, Dương Thắng nhìn về phía tên kia nam tử, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại thấy đối phương gốc miệng Dương lên, ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cò súng trong hội trường ký kết nghi thức còn mấy phút nữa bắt đầu hồng vũ tập đoàn cùng chính phủ ngành đại biểu đều đi tới lâm thời dựng trên đài đúng lúc này mấy tên phụ trách giới nghiêm công tác chấp pháp nhân viên vội vàng đuổi tới hậu trường chỉ chốc lát sau mấy tên chính phủ quan lớn thư ký tất cả đều xông lên đài thần sắc khẩn trương ở lãnh đạo bên tai nói nhỏ vài câu có loại sự tình này chính phủ đại biểu một mặt kinh sợ nam vinh tiểu thư thực sự thật có lỗi vừa nhận được tin tức có người ở lão thành khu nháo sự chính hướng hội trường bên này chạy đến đối phương người đông thế mạnh vì an toàn của ngài suy nghĩ ngài vẫn là đi về trước đi chuyện bên này chúng ta sẽ xử lý tốt cái kia vất vả các ngươi sở hữu đội viên tập hợp chuẩn bị rút lui chung vĩ dùng bộ đàm hạ đạt chỉ lệnh rất nhanh một đội đội viên toàn bộ đến đông đủ bảo hộ lấy Nam Vinh Nguyễn Thanh cùng Nam Vinh Hạo hướng đội xe phương hướng triệt hồi. Nhưng mà, đám người vừa vừa rời đi hội trường, liền nhìn thấy một đoàn hộ độ từ bốn phương tám hướng vọt tới, chừng hơn trăm người. Những tên côn đồ này trên cánh tay đều cuốn lấy dây lụa, từng cái tay cầm côn sắt, gặp người liền đánh. Những cái kia quần chúng vây xem nhìn thấy tràn diện lớn như vậy, nơi nào còn dám lưu thêm, nhao nhau chạy tứ tán chung vĩ bọn hắn đều thì nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân xuất thân, đối mặt đột phát tình huống gặp nguy không loạn, bảo hộ lấy Nam Vinh Nguyễn Thanh cùng Nam Vinh Hảo cấp tốc rút lui, chuẩn bị tiến về dừng xe điểm. Nhưng là, dừng xe điểm ở một cái quảng trường bên ngoài, chừng cách xa hơn trăm mét, cần đi qua một cái ngã tư đường. Giờ phút này, trên đường toàn bộ đều là nhiễu loạn tiểu lưu manh, nhân số đông đảo, nếu như trực tiếp xuyên qua thế tất sẽ bị ngăn trở. Lương Triệu Huy Nghe được chung vĩ gọi, cái sau lập tức hiểu ý, chỉ sau lưng cách đó không xa cửa ngõ nói. Bên kia có đầu đường nhỏ có thể đi vòng qua. Thân là bảo an nhân viên, lại là trinh sát binh xuất thân hắn, đang hành động trước đó sớm đã đối với chung quanh địa hình tiến hành điều tra, như lòng bàn tay. Mắt thấy trước đường không thông, hắn lập tức chấp hành dự bị kế hoạch, từ nhỏ đường rút lui. Ngõ nhỏ có dài hơn 40 mét, có thể thông hướng đối diện ngõ hẻm không khỏi sau lưng tiểu lưu manh đuổi theo đám người bước nhanh một đường chạy chậm đến hướng dừng xe điểm tiến đến nhưng mà một đoàn người vừa mới xuyên qua ngõ nhỏ còn chưa thở phào liền đụng phải bốn năm mươi tên tiểu lưu manh vừa vặn từ ngõ hẻm đi qua trong lúc nhất thời những tên côn đồ các cái kia ánh mắt đều tập trung vào trên người của bọn hắn không tốt chung vĩ sắc mặt trầm xuống bắp thịt toàn thân lập tức căng cứng bắt đầu bảo vệ tốt chủ tịch hội đồng quản trị. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Sát thủ 4 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Các huynh đệ, bên trên, làm bọn hắn. Dẫn đầu tiểu lưu manh quát to một tiếng, mình đứng ở phía sau, chỉ huy thủ Hà tiểu đệ. Mắt thấy bốn năm mươi tên tiểu lưu manh quơ côn sắc bước nhanh vọt tới, phụ trách đẩy xe lăn lương triệu huy liền tranh thủ nam vinh uyển thanh cùng nam vinh hạo kéo đến đằng sau cùng lúc đó chung vĩ mang theo còn lại sáu tên đội viên đỉnh đi lên tạo thành một người kia tường đem nam vinh uyển thanh bọn hắn vây vào giữa làm quân nhân nhất là đặc chủng binh từng đội từng đội viên môn thân thủ tự nhiên không tầm thường chỉ là một cái đụng mặt xông lên phía trước nhất tiên phong mấy tên tiểu lưu manh liền bị đặt xuống ngã xuống đất tiểu lưu manh đánh nhau ý tứ là khí thế, càng nhiều người dũng khí càng đủ. Cũng may chung vĩ bọn hắn đều không phải là ăn món chay, đem trung gian bảo hộ đến còn như thùng sắt, để những tên côn đồ các kế kia vô pháp tiếp cận Nam Vinh Nguyễn Thanh. Đúng lúc này, Nam Vinh Hạo đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân dồn dập vang lên, vội vàng chuyển đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp hơn 20 tên tiểu lưu manh chính từ phía sau trong ngõ nhỏ chạy đến. Xa nhà. Xa nhà. Lương Triệu Huy. Sau. Đằng sau. Khẩn trương cực độ dưới, hắn ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lâm. Không cần hắn nhắc nhở, Lương Triệu Huy sớm đã chú ý tới sau lưng tiểu lưu manh. Hắn đem xe lăn giao cho Nam Vinh Hạo trong tay, đem một tên sông lên tiểu lưu manh đạp ngã xuống đất, trầm giọng nói. Trung đội, nhất liền lập tức phá vây ra ngoài, lại trễ liền đi không được. Lao ra. Chung vĩ mắt nhìn sau lưng tình huống, quyết định thật nhanh, từ dưới đất cua lấy hai cây côn sắt, bỗng nhiên vọt vào đám người bên trong. Đối mặt gấp 10 lần so với mình tiểu lưu manh, cho dù từng đội từng đội viên môn thân thủ bất phạm, làm sao song quyền nan địch tứ thủ, lại là ở cái này loại cục diện hỗn loạn dưới. Không đến một lát, mỗi cái trên thân thể người đều chịu mấy côn. Nó bên trong có mấy tên đội viên đầu bị côn sắt kích bên trong, máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt gò má, hành thiệt thòi mọi người thân thể tố chất cũng không tệ, ở thụ thương tình huống dưới yên nguyên có thế anh dũng kháng địch. Bằng vào các đội viên dũng vũ, đám người mang theo Nam Vinh Nguyễn Thanh cùng Nam Vinh Hạo cưỡng ép xông ra ngoài đi. Mắt thấy liền muốn xông ra trùng vây, chung vĩ lớn tiếng thúc giục nói. Chạy mau. Nam Vinh Hạo không dám thất lễ, đẩy xe lăn một đường phi nước đại, liều mạng hướng dừng xe điểm phóng đi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe tôi hai tiếng, hai tên phụ trách bọc hậu đội viên không biết rõ nguyên nhân gì bỗng nhiên ngã nhào xuống đất bên trên không thấy đứng dậy lương triệu huy thấy thế lập tức quăng lên một người trong đó cánh tay muốn đem hắn nhất lên tới nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện đối phương thân thể rất nặng giống như đã đánh mất ý thức đã hôn mê nhìn kỹ chỉ gặp tên kia đội viên trên lưng máu me đầm đìa tiện tay vén quần áo lên một cái dễ thấy vết đạn lập tức hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong hắn thốt nhiên biến sắc nói chung đội có tay súng cái gì chung vĩ kinh hãi thật chẳng lẽ như lăng trần nói có sát thủ muốn ám hại chủ tịch hội đồng quản trị tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hắn lập tức đoạt lấy nam vinh hạo trong tay xe lăng dùng mình khoan hậu sau lưng ngăn trở nam vinh uyển thanh vẻ mặt nghiêm túc nói mọi người cẩn thận có tay súng mai phục tại đám người bên trong nam vinh uyển thanh nhíu mày nói Hai người kia làm sao bây giờ, bọn hắn thụ vết thương đạn bắn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Chung Vĩ âm thầm may mắn, vừa rồi may mắn đem Nam Vinh Uyển Thanh bảo hộ ở giữa, không có lộ xuất sơ hở. Bằng không mà nói, thụ vết thương đạn bắn cũng không phải là cái kia hai tên đội viên. Tay súng rất giảo hoạt, biết rõ mượn nhờ những tên côn đồ các kế kia che giấu hành tung của mình. Hỗn loạn chi bên trong, không ai chú ý tay súng là ai ở chung vĩ chỉ huy dưới đám người một đường chạy vội muốn phải nhanh một chút chạy tới dừng xe điểm nhưng đằng sau đám kia tiểu lưu manh theo đuổi không bỏ khoảng cách của song phương càng ngày càng gần bởi vì đẩy xe lăn chung vĩ tốc độ lại nhanh cũng vô pháp phát huy ra đội viên khác bận tâm đến nam vinh uyển thanh an toàn chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau tạo thành một người kia tường để tránh cho tay súng thừa dịp cơ hội nhưng lúc này sống vai đồng hành một tên đội viên chân bên dưới một cái lão đảo, thân thể bỗng nhiên mới ngã xuống đất. Lương Triệu Huy dư quan quét qua, chỉ gặp máu tươi từ sau lưng của đối phương dần dần lan tràn ra, tỉnh ánh mắt vô cùng. Chung đội, lại có huynh đệ trúng đạn rồi. Tiếp tục chạy. Chung vĩ xanh mặt, không có nửa điểm do dự. Hắn phi thường rõ ràng, một khi để những tên côn đồ cắt ké kia cận thân, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn rất khó bảo vệ Nam Vinh Nguyễn Thanh Chu Toàn phía trước đúng vậy ngã tư đường, chỉ phải xuyên qua giao lộ, bọn hắn rất nhanh liền có thể đến dừng xe điểm. Mắt thấy mục đích càng ngày càng gần, đám người vội vàng nhanh hơn độ, chuẩn bị làm sao cùng bắn vọt. Thế nhưng là, liền ở cái này trong lúc máu chốt, đi theo ở chung vị phía sau một tên đội viên đột nhiên nhạo tới trước một cái, nghiêng về phía trước thân trên vừa vặn đâm vào chung vĩ chân. Bị hắn va chạm, chung vĩ thân thể lập tức mất trọng tâm, hung hăng mới ngã xuống đất, nắm chắc xe lăn tuột tay bay suất Nhận quán tính lực đẩy, Nam Vinh Nguyễn Thanh ngồi xe lăn phi tốc hướng về phía trước trượt, nhất thời đã mất đi khống chế. Chủ tịch hội đồng quản trị. Đại tỷ. Nam Vinh Hạo quá sợ hãi, vội vội vàng vàng vọt tới, muốn muốn đuổi kịp mất khống chế xe lăn. Lúc này, ngồi ở trên xe lăn Nam Vinh Nguyễn Thanh cắn môi, mang trên mặt một tia tái nhật. Tuy nhiên trên xe lăn có kèm theo phanh lại trang bị, nhưng tại dạng này tốc độ xuống, một khi khởi động phanh lại trang bị, thế tất sẽ để cho mình bay ra ngoài. Thế nhưng là, nàng rất nhanh liền chú ý tới, phía trước cách đó không xa có một cái khe. Lấy cái này tốc độ tiến lên, giống như mình sẽ bị vung xuất xe lăn. Chẳng lẽ mình thật chạy không khỏi một kiếp này sao? Nghĩ tới đây, nàng môi sừng bên trên dương, lộ xuất một tia đắng chát nụ cười bất đắc dĩ, lập tức nhắm mắt lại đưa tay chuyển qua xe lăn phanh lại trang bị bên trên. Chi. Khi xe lăn phanh lại khởi động, vọt tới trước bên trong xe lăn lập tức gấp dừng lại. Cùng lúc đó, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy thân thể đã mất đi khống chế, bỗng nhiên bánh xe phụ ghế giữa bên trong bay xuất, hướng phía trước mặt đất xi măng rơi đi. Qua vài giây đồng hồ, Nam Vinh Uyển Thanh cảm giác mình giống như một chút việc đều không có, cái kia đất xi măng cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy cứng rắn, ngược lại mềm mại, rất có co giảng. Nghĩ tới đây, tay của nàng không cần sờ lên mặt đất. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi nếu là lại sờ loạn, cũng đừng trách ta cáo ngươi phi lễ. Quen thuộc mà chán ghét âm thanh ở vang lên bên tai, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức mở hai mắt ra, chỉ thấy một trương treo đầy cười xấu xa mặt đập vào mi mắt. Lăng trần một hồi lâu, môi của nàng bên trong mới nhả ra hai chữ, ngữ khí hơi kinh ngạc. Chẳng trách mình không có việc gì, nguyên lai like là hắn tiếp nhận mình. Chủ tịch hộp đồng quản trị, ngươi có thể hay không trước tiên đem tay dịch chuyển khỏi, Lăng Trần tuy nhiên rất hưởng thụ, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh nắm tay thả ở chỗ đó để hắn quá bị kích thích. Bị hắn một nhắc nhở, Nam Vinh Uyển Thanh cái này mới phản ứng được, tay của mình còn đặt ở bắp đùi của hắn rễ cây, khoảng cách tiểu huynh đệ của hắn chỉ có không đến mấy ly mét vị trí. Lập tức, một tia xấu hổ chi sắc từ nàng trong mắt lóe lên, vội vàng nắm tay thu hồi lại thả ta xuống. Nghe được nàng thể mệnh lệnh ngữ khí, lăng trần nhúng nhúng vai, tiện tay đem nàng hướng mặt đất vừa để xuống. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 36 Sát thủ 5 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vừa mới ngồi dưới đất, Nam Vinh Nguyễn Thanh sắc mặt liền thay đổi. Lăng Trần chú ý tới trên mặt nàng rất nhỏ biến hóa, tâm lý không khỏi cười thầm. Cái này hơn 30 độ nhiệt độ cao khí trời, mặt đất xi măng nhiệt độ chí ít có 40 độ, mặc cho ai ngồi lên đều sẽ nóng cái mông, huống chi là Nam Vinh Uyển Thanh cái kia mềm mại thân thể. Nam Vinh Uyển Thanh cắn cắn môi, hai tay chống đất, để thân thể của mình thể tận lực cùng mặt đất vẫn duy trì một khoảng cách. Sau đó, nàng xem lăng trần một chút, mặt không biểu tình nói: "Đem tà xe lăn mang tới. Xe lăn đã đụng hư." Cái kia Lăng Trần im lặng, cô gái này người thật mạnh miệng, nói một câu mềm lời nói cũng sẽ không người chết, nàng tiểu động tác căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn, làm gì đến chết vẫn sĩ diện. Khác cái này cũng cái kia, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại là phi thường thời kỳ, người muốn trách ta chiếm tiện nghi của người ta cũng không có cách nào. Nói xong, hắn không để ý Nam Vinh Nguyễn Thanh cái kia ăn người ánh mắt, tự mình đem nàng ôm bắt đầu. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lăng trận tâm đầu không khỏi rung động. Vừa rồi chỉ lo cứu người, không có thời gian cảm thụ dưới. Không thể không nói, nữ nhân này dáng người cùng da thịt thật tốt, vừa mềm vừa trơn, trắng nõn non mịn, nếu có thể. Phi, mình đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Nam Vinh Nguyễn Thanh tựa ở lăng trần tráng kiện trên lòng ngực, thân thể căng cứng, vô cùng không được tự nhiên, hai cánh tay không biết nên làm sao thả mới tốt. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người nhà bên ngoài, còn chưa từng có khác khác phái tiếp xúc qua thân thể của nàng thể. Ngươi không phải là bị bắt à, tại sao lại ở chỗ này nàng thử nghiệm chuyển di chủ đề. Cái này chờ một hồi hãy nói, ta trước mang ngươi rời đi. Không được, chung vĩ bọn hắn chính ở chỗ này, nhất định phải cứu bọn họ đi ra. Gia gia ngươi xuất tiền mời ta phụ trách an toàn của ngươi, cũng không có gọi ta bảo vệ bọn hắn. Ngươi! Đại tỷ, đại tỷ! Đúng lúc này, Nam Vinh Hạo thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy Lăng Trần cũng ở, hắn không khỏi vui vẻ. Trần ca, quá tốt rồi, ngươi rốt cục chạy đến. Đại tỷ, ngươi không sao chứ, có ta ở đây, ngươi đại tỷ có thế có chuyện gì? Trần ca, làm sao bây giờ, Lăng Trần đang muốn mở miệng, đã thấy gốc trẻ chạy đến một đoàn tiểu lưu manh, chừng 60, 70 người. Nam Vinh Nguyễn Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nhắc nhở nói. Đi mau, bọn hắn lại đuổi theo tới. Đi cái gì? Hạo tử, ngươi đi đem chung vĩ bọn hắn cứu ra, ta trước mang ngươi đại tỷ trở về, công ty chúng ta tụ hợp. Được. Tốt cái gì? Nam Vinh Nguyễn Thanh khó thở. Lăng Trần, đệ đệ ta cái gì cũng không biết, ngươi để hắn đi chịu chết sao? Ai nói hắn cái gì cũng không biết ngươi cái này khi đại tỷ làm sao đối với đệ đệ của mình một chút lòng tin đều không có. Hạo tử, chung vĩ giao cho ngươi, mình cẩn thận. Biết rồi. Đại tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nam Vinh Hạo. Không cố đại tỷ gọi, Nam Vinh Hạo bước nhanh đón nhận từ gốc trẻ chạy tới tiểu lưu manh. Đường binh, bên này. Những này tiểu lưu manh không là người ngoài, chính là Khương Hào phải tới gấp trúc tiếp viện thủ hạ. Là thử ca. Dẫn đầu đường binh nhìn thấy đến gần Nam Vinh Hạo, ánh mắt lập tức sáng lên. Thử ca, có thể tìm được ngươi. Thử ca. Nhìn thấy những tên côn đồ cắt cái kia một mực cung kính cùng Nam Vinh Hạo chào hỏi, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi giật mình. Đường đường Nam Vinh gia trưởng tôn, lúc nào lưu lạc thành đường phố đầu hồ đồ rồi. Các huynh đệ, theo ta lên, đánh mẹ nó. Đưa mắt nhìn Nam Vinh Hạo bọn hắn đi xa, lăng trần quét mắt trong ngực Nam Vinh Uyển Thanh, gặp nàng một mặt thần sắc lo lắng, không khỏi nói. Đừng lo lắng để đợi ngươi không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy dứt lời hắn ông nam vinh uyển thanh thân thể mềm mại đi nhanh như bay giờ phút này bởi vì tiểu lưu manh làm loạn nguyên nhân lão thành khu các cư dân e sợ cho bị liên lụy từng nhà đều bế cửa không xuất chung quanh quảng trường cơ hồ không có một ai ngay cả một chiếc taxi xe đều không có nam vinh uyển thanh gặp lăng trần không có hướng dừng xe điểm tới nhìn không được nhắc nhở nói ngươi đi lầm đường xe đặt ở bên kia đến đó làm gì ta lại không chìa khóa xe vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào phụ cận có cái trạm xe lửa chúng ta còn chưa có nói xong lăng trần bỗng nhiên cảm nhận được một luồng kình phong mang theo nhiệt lượng thừa từ bên tai của mình xẹt qua viên đạn kinh nghiệm nhiều năm lập tức để hắn có phán đoán không kịp về đầu hắn hai chân bỗng nhiên phát lực vọt thẳng tiến vào bên đường đầu ngõ trong tay đối phương có súng, ở trên đường cái di động mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng cho sát thủ chế tạo cơ hội, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nhỏ đường thoát khỏi sát thủ. Thế nào, thân ở lăng trần trong ngực Nam Vinh Nguyễn Thanh lúc này cũng cảm nhận được một tia không ổn. Không có việc gì. Lăng trần cười nhạt một tiếng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Không biết rõ vì cái gì, cảm nhận được lăng trần nụ cười tự tin, Nam Vinh Nguyễn Thanh tâm tình dần dần bình tĩnh lại dọc theo hẹp hòi ngõ nhỏ lăng trần một đường chạy vội không dám có chút thư giãn tuy nhiên ở tại lão thành khu nhưng phiến khu vực này hắn rất ít đến bởi vậy đối với địa hình không phải rất quen thuộc nhất là cái này loại ngõ hẻm nói hắn cũng không biết rõ kế tiếp cửa ngõ thông suốt hướng nơi nào ở ngõ nhỏ bên trong rẽ trái bên phải lách chỉ chốc lát sau lăng trần bước chân đột nhiên ngừng lại hai đạo mày rậm hơi dơ lên lại là đầu tử lộ ngay sau đó hắn ông nam vinh uyển thanh quay người hướng đường cũ trở về chuẩn bị tìm khác xuất đường nhưng lúc này bước chân hắn vừa mới chuẩn bị từ gốc trẻ bước ra liền nghe đến một tiếng vang giòn ở bên cạnh hắn trên vách tường tóe lên một đạo hỏa tinh dư quan tảo động chỉ gặp một tên nam tử đang từ ngõ hẻm đạo bước nhanh đuổi theo không ra được hắn nói thầm một tiếng lập tức mang theo nam vinh uyển thanh lui trở về đầu kia tử lộ chúng ta còn có thể chạy đi sao Nam Vinh Nguyễn Thanh nhìn lấy hắn. Lăng Trần phát hiện tên sát thủ kia hành tích, nạn cũng đồng dạng phát hiện. Hiện tại bọn hắn bị vây ở chỗ này, đối phương trong tay lại có súng, thấy thế nào đều không có cơ hội mạng sống. Người không tin ta, người rất khó để cho người ta tin tưởng. Lăng Trần nhếch miệng, cô gái này người đối với mình cũng quá không có lòng tin. Thu hồi tâm tư, hắn mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ gặp trong góc tường chất đóng không ít tạp vật, đủ cao bằng một người. Hắn ông Nam Vinh Nguyễn Thanh đi đến tường nơi hẻo lánh, đem nàng nhẹ nhẹ để dưới đất, sau đó dùng tạp vật đem thân thể của nàng thể che kín. Dạng này có làm được cái gì hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi mang điện thoại di động hay chưa? Mang theo. Cho ta. Nam Vinh Nguyễn Thanh không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đưa di động đưa đi ra. Đưa vào sông dãy số, Lăng Trần đưa di động trả lại đến tay của nàng bên trong, nói đợi chút nữa ta gọi thời điểm nổ súng ngươi liền phát đánh cái này dãy số ngàn vạn nhớ kỹ cái mạng nhỏ của ta nhưng giữ tại trên tay của ngươi nam vinh uyển thanh điểm điểm đầu tuy nhiên không thích trước mắt người nam này người nhưng việc quan hệ hai người tính mệnh nàng sẽ không làm loạn thu xếp tốt nam vinh uyển thanh về sau lăng trần chuẩn bị sẵn sàng một mình đi đến ngõ hẻm đạo trung ương bình thản ung dung nhìn lấy gốc trẻ rất nhanh một tên đầu đội mũ lưỡi trai, sau lưng cổng tay nải nam tử liền xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Xà Vương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Quả nhiên là ngươi. Ngươi biết ta, lăng trần nhếch miệng nói. Đại danh đỉnh đỉnh xà vương ai chẳng biết rõ. Hắn chưa thấy qua xà vương, nhưng hắn đối với xà vương hành sự phong cách rất rõ ràng đối phương là sát thủ lại là cái phong cách cổ quái sát thủ người này thích nhất gây ra hỗn loạn sau đó ở cục diện hỗn loạn bên trong lặng yên không tiếng động ám sát mục tiêu người khác rất khó phát hiện hành tích của hắn muốn bắt cũng bắt không được ta không biết ngươi nhưng ta biết rõ ngươi và ta là người một đường ta chỉ là cái tiểu nhân vật không vào được pháp nhãn của ngươi xà vương nhìn lướt qua tường gốc tạp vật đóng lạnh lùng nói đem người giao ra nể tình ngươi ta đồng hành phân thượng, có lẽ ta có thể tha chết cho ngươi. Một sát thủ nói lời như vậy, ngươi cho rằng tin được không, xem ra ngươi hiểu rất rõ sát thủ. Đã dạng này, vậy ta trước đưa ngươi bên trên đường. Dứt lời, xà vương chậm rãi giơ tay lên bên trong súng, nhắm ngay lăng trần trán đầu. Lăng trần nhúng nhúng vai nói. Có thể chết ở xà vương trên tay cũng là một loại vinh hạnh, nổ súng đi trốn ở tường gốc nam vinh uyển thanh nghe lấy đối thoại của bọn họ khi mở súng hai chữ lọc vào tai nàng nhớ kỹ lăng trần bàn giao vội vàng nhấn xuống quay số điện thoại khóa lập tức một trận êm tai tiếng chuông ở xà vương sau lưng truyền đến đồng thời còn kèm thêm thanh âm ngọt ngào chồng vợ điện thoại tới chồng vợ điện thoại tới nghe được cái kia đột nhiên vang lên âm thanh xà vương bản năng chuyển đầu hướng về sau nhìn lại chỉ gặp sau lưng cỏ dại bên trong để đó một bộ điện thoại di động, âm thanh chính là từ nơi đó truyền xuất. Trúng kế. Tâm hắn đầu trầm xuống, vội vàng đưa ánh mắt dời về phía lăng trần, ngón tay cấp tốc bóp cò. Thế nhưng là, tiếng súng chưa vang lên, hắn cũng cảm giác được có đồ vật gì nện ở nòng súng bên trên, thân súng hơi lệch ra, viên đạn xuất tại trên vách tường. Không đợi hắn điều chỉnh phương hướng, một luồng kình phong đã đánh tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp lăng trần ba chân bốn cẳng, lớn người mà lên, trong chớp mắt công phu đã đến phụ cận. Muốn chết. Xà vương giận quát một tiếng, bước chân sau này vừa lui, thay đổi súng đầu, lần nữa bóp cò. Nhưng mà, khi hắn bóp cò trong nháy mắt, lăng trần tay trái đã duỗi xuất, gắt gao chế trụ bộ ống, đứng vững chốt đánh, để nòng súng bên trong viên đạn vô pháp bắn xuất. Ngay sau đó, lăng trần cổ tay chuyển động, giống như ảo thuật, đem cái kia thanh súng lục bộ ống cùng về nhằm vào lò xo so gỡ xuống dưới. Không có về nhằm vào lò xo, so, thanh này súng lục lập tức hết hiệu lực. Thật nhanh. Xà vương kinh hải, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy tốc độ tay, trong khoảnh khắc liền tháo dở tay của hắn súng, đây quả thực so sát thủ còn muốn chuyên nghiệp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức bỏ súng lục, từ bên hông rút xuất một thanh dao găm, hướng lăng trần cổ đâm tới. Lăng Trần đem đầu sau này ngửa mặt lên, tránh đi dao găm sắc bén, tiến bộ hướng về phía trước, bả vai bỗng nhiên đi lên một đỉnh, trùng điệp đụng vào xà vương trên lòng ngực. Cái sau rên lên một tiếng, liên tục lui mấy bước. Xà vương, đầu hàng đi, sát thủ bản 10 vị trí đầu sát thủ bên trong, ngoài trừ bài danh trước ba sát thủ có tư cách cùng ta cận chiến, những người khác không có cơ hội, lại càng không cần phải nói ngươi thứ hạng này sau cùng sát thủ. Ngươi rốt cuộc là ai, nói ngươi cũng không biết rõ. Xà vương mặt âm trầm. Người trước mắt này đối với sát thủ hiểu rõ vô cùng, khẳng định là đồng hành. Thế nhưng là, ở hắn ấn tượng bên trong, vô luận là giới sát thủ vẫn là dòng binh giới đều không có một cái nào có thể cùng gia hỏa này đối đầu hào. Mắt thấy lăng trần nhất chân bước ra một bước, hắn đồng tử hơi co lại, vội vàng đem bàn tay vào sau lưng tay nải bên trong. Đừng tới đây! nhìn thấy xà vương từ tay nải bên trong lấy xuất một cái lựu đạn nắm ở lòng bàn tay, lăng trần giật mình, bước ra bước chân lập tức thu hồi lại. Gia hỏa này thế mà còn mang theo cái này loại lớn lực sát thương vũ khí. Hôm nay ta nhận thua, tuy nhiên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đã ngươi hiểu rõ sát thủ, vậy ngươi hẳn là biết rõ sát thủ không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Ngươi dễ thực hiện nhất tâm một điểm, đừng để ta tìm tới cơ hội. Nói xong, hắn quét mắt tường gốc, từng bước một sau này xê dịch. Lăng trần bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xà vương rời đi. Làm sát thủ đều là người điên, nếu như mình hành động thiếu suy nghĩ, tên kia tuyệt đối sẽ dẫn bạo lựu đạn. Mình tuổi còn trẻ, không cần thiết đồng quy vu tận cùng hắn. Xác định xà vương sau khi đi, lăng trần nhặt lên trên đất cái móc chìa khóa. Vừa rồi xà vương thất thần thời điểm, hắn chính là lợi dụng cái móc chìa khóa kích bên trong tay của đối phương súng, cải biến họng súng phương hướng, tránh cho mình bị viên đạn kích bên trong. Trở lại tường gốc, nhìn lấy ngồi dưới đất Nam Vinh Nguyễn Thanh, hắn đưa tay liền muốn ông lấy nàng. Kết quả hắn vừa đụng lên đi, cái kia nữ nhân đột nhiên vô thanh vô tức vung đến một bạc tay. Lăng trần một phát bắt được cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, khó chịu nói. Ngươi nổi điên làm gì, ta lại không đắc tội ngươi. Ngươi làm cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng? Ta là thật không rõ ràng, muốn không ngươi đến nói cho ta biết, Nam Vinh Nguyễn Thành cố nén trong mắt nổi giận, lạnh lùng nói. Vừa rồi cái kia chuông điện thoại di động. Ta nói chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi bây giờ quan tâm hẳn không phải là cái này. Ta vừa đem ngươi từ sát thủ trong tay cứu ra, khó nói ngươi không chuẩn bị cảm ơn ta, ngươi bây giờ còn là công ty nhân viên, bảo hộ ta là chuyện đương nhiên sự tình. Lăng Trần im lặng, cô gái này người thật đúng là không thiệt thòi tuy nhiên tạm thời thoát liên nguy hiểm nhưng hắn không dám trầm tĩnh lại chính như xà vương nói sát thủ chưa hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn lo lắng xà vương đi mà quay lại ông nam vinh uyển thanh rời đi ngõ nhỏ lăng trần nguyên vốn chuẩn bị tiến về trạm xe lửa nhưng lúc này hạ mộc đồng gọi điện thoại tới trước đó bị giam ở phòng tạm giam thời điểm hạ mộc đồng tìm tới hắn nói là phát hiện một số manh mối đã chứng minh hắn đối với sát thủ suy đoán hắn nói hết lời mới nói phục hạ mộc đồng thả hắn ra lúc đầu hạ mộc đồng đi theo hắn cùng một chỗ chạy tới lão thành khu kết nếu như đối phương lâm thời tiếp vào cấp trên mệnh lệnh để nàng tiến đến bảo hộ lãnh đạo thành phố rút lui cho nên hai người tách ra cùng hạ mộc đồng ở điện thoại bên trong nói rõ chính mình sở tại địa điểm lăng trần liền cúp điện thoại ở góc đường chờ đợi đối phương đến lăng trần ngươi đến tột cùng là ai ta, chính ngươi không phải nói, ta là Lăng Trần. Ngươi biết rõ ta chỉ không phải cái này. Nghe được Nam Vinh uyển Thanh ngữ khí đã không phải là làm sao cao hứng, Lăng Trần thuận miệng nói. Điều này rất trọng yếu, ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của ta, ta đương nhiên nên biết rõ lai lịch của ngươi. Vừa rồi nghe Lăng Trần cùng xà vương đối thoại về sau, trong lòng của nàng hết sức tò mò, trước mắt người năm này người đến cùng cái gì lai lịch, vì sao lại đối với sát thủ sự tình rõ ràng như vậy thân là hồng vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị nam vinh gia đại tiểu thư nàng có rất ít cơ hội tiếp xúc thượng lưu xã hội bên ngoài thế giới huống chi là sát thủ thế giới chủ tịch hội đồng quản trị thực sự thật có lỗi lai lịch của ta chỉ có người trong nhà có thể biết nói ngoại nhân không tiện nói cho ngươi nếu là không phải phải biết lời nói ngươi cho ta vừa rồi không nói gì Nam Vinh Nguyễn Thanh tức thời cắt ngang hắn đầu, gia hỏa này nói chuyện không có nghiêm túc, hơi bất lưu thần liền sẽ bị chiếm tiện nghi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Thiếp thân bảo hộ, 1 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không có vài phút, một cổ xe cảnh sát liền chạy nhanh đến lăng trần trước mặt. Cửa xe mở ra, Hạ Mộc Đồng bước nhanh từ ghế lái đi xuống, nhìn lấy bị lăng trần ôm trong ngực bên trong Nam Vinh Nguyễn Thanh, một mặt khẩn trương. Nam Vinh tiểu thư, ngươi không sao chứ, ta không sao. Lăng trần, ngươi đi lái xe, ta tới chiếu cố Nam Vinh tiểu thư. Nói, Hạ Mộc Đồng đưa tay muốn đi tiếp nhận Nam Vinh Nguyễn Thanh. Lăng trần thân thể co rụt lại, cười tủm tỉm nói. Hạ cảnh quan, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, vẫn là ta tới chiếu cố tốt. Lại nói ta hiện tại không có giá chiếu, lái xe bên trên đường là hành động trái luật. Cái này khốn nạn. Nam Vinh Nguyễn Thanh không phẫn nhìn lấy hắn, cho là hắn còn muốn mượn cơ hội chiếm mình tiện nghi, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Lăng Trần tiến đến bên tai của mình, nhỏ giọng nói mấy câu. Cảm nhận được hắn miệng bên trong nhả ra nhiệt khí, Nam Vinh Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy lông tai nóng, có loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá, nghe Lăng Trần nhắc nhở về sau, nàng lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào, nhìn về phía hạ mộc đồng ánh mắt là lạ hà cảnh quan phiền phức đưa chúng ta đi hồng vũ tập đoàn dứt lời không đợi hạ mộc đồng nói thêm cái gì lăng trần đã mở ra sau khi tòa đem nam vinh uyển thanh ông đi lên nói đùa đem nam vinh uyển thanh giao cho hạ mộc đồng cái này loại bách hợp nữ trong tay đây không phải là dê nhập lan khẩu sao hạ mộc đồng nhẹ hừ một tiếng bất mãn trừng lăng trần một chút thở phì phò ngồi vào ghế lái trên đường bỏ ra hơn 20 phút đường xe, ba người liền đã tới Hồng Vũ cao ốc tổng bộ. Vừa xuống xe, đã sớm tại cửa ra vào chờ lệnh ngụy quân vội vàng đẩy xe lăn đi tới, sau lưng còn đi theo nhóm lớn bảo an. Vừa rồi khi ở trên xe, Nam Vinh Nguyễn Thanh đã dùng điện thoại sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngụy đại ca. Lăng Trần lên tiếng chào hỏi, sau đó đem Nam Vinh Nguyễn Thanh từ chỗ ngồi phía sau xe ôm đi ra. Nhìn thấy cử động của hắn, chung quanh một đám bảo an đều ngây dại. Bọn hắn ở Hồng Vũ tập đoàn nhậm chức nhiều năm, còn chưa từng thấy chủ tịch hội đồng quản trị bị khác phái tiếp xúc, huống chi là dạng này thân mật tiếp xúc. Tranh thủ thời gian thả ta xuống. Nam Vinh Nguyễn Thanh cũng đã nhận ra đám người ánh mắt bên trong dị dạng, gương mặt có chút nóng lên. Lăng Trần lên tiếng, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở sớm đã chuẩn bị xong mới trên xe lăn, lại tiếp nhận Ngụy Quân trong tay tắm thảm, tỉ mỉ thay nàng đắp lên trên đùi. Ngụy đại ca, đưa chủ tịch hội đồng quản trị về văn phòng nghỉ ngơi. Tốt, mấy người các ngươi, nhanh đưa chủ tịch hội đồng quản trị trở về. Đưa tiễn Nam Vinh Nguyễn Thanh, Ngụy quân vỗ lăng trần bả vai, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Huynh đệ, có ngươi. Ta chỉ là tại làm bản chức công tác, đúng, chung đội bọn hắn về có tới không bọn hắn ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Nói đến đây, Ngụy Quân nhịn không được thở dài. Vừa rồi tiếp vào thông tri, một đội đội viên bên trong có bốn người bên trong súng, một cái bị kích bên trong yếu hại không cứu nổi, ba người khác cũng còn tốt, may mắn nhặt về một cái mạng. Lăng Trần thu hồi nụ cười, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa chết tam trọng thương, hành động lần này đối với một đội thành viên đã kích không nhỏ. Nếu là sớm biết đạo Nam Vinh Nguyễn Thanh Nhật trình an bài, có lẽ có thể ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Lăng Trần. Hà Cảnh Quang, còn có chuyện gì ta về trước sở cảnh sát phục mệnh, Hồng Vũ tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi tạm thời lưu lại, đến mức ngươi những chuyện kia hôm nào lại xử lý. Cám ơn. Lăng Trần tiếng cám ơn này là thành tâm thành ý, nếu không phải Hạ Mộc Đồng hỗ trợ, hắn không có khả năng cứu xuất Nam Vinh Uyển Thanh. Hạ Mộc Đồng đi không lâu sau, liễu không liền dẫn Nam Vinh Dung còn có tô lâm vội vội vàng vàng đuổi đến công ty. Lăng Trần trở lại văn phòng nghỉ ngơi một hồi, liền thấy Ngụy Quân từ bên ngoài đi tới. Lăng lão đệ, chủ tịch hội đồng quản trị gọi ngươi đi qua. Được. Ngồi thang máy đến tầng cao nhất, Lăng Trần gõ gõ cửa, đạt được nhận lời sau mới đẩy cửa đi vào văn phòng. Văn phòng bên trong, Nam Vinh Nguyễn Thanh, Nam Vinh Hạo, Tô Lâm, Liễu Khôn, còn có theo nghề thuốc viện trở về chung vĩ đều ở. Lăng Trần tương đối lưu ý chính là một tên người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão nhân, Tuy nhiên tướng mạo bỡ ngỡ, nhưng hắn một chút liền đoán được thân phận của đối phương. Nam Vinh Dung. Liễu không chỉ chỉ ghế sofa, nói: "Ngồi đi." Lăng Trần cũng không khách khí, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Trước đó ông Nam Vinh Uyển Thanh chạy xa như vậy con đường, sắc đánh người đều muốn mệt mỏi đổ. Lăng tiên sinh, lần này may mắn có ngươi ở, mới khiến cho Uyển Thanh tránh cho gặp nạn, ta đại biểu Nam Vinh gia cám ơn ngươi. Mở miệng chính là Nam Vinh Dung, Lăng Trần không dám thất lễ, bận biểu nói. Chỗ nào, đây là ta phải làm. Lăng tiên sinh, vừa rồi nghe Uyển Thanh nói, Ngươi biết tên sát thủ kia, xà vương, sát thủ bản xếp hạng thứ 10 sát thủ. Nói xong, Lăng Trần lại uống nắng nói. Lão gia tử, ta biết rõ hắn, nhưng không biết hắn. Nam Vinh Dung điểm điểm đầu, lập tức nhìn về phía chung vĩ. Ngươi nghe nói qua xà vương sao? Ở bộ đội thời điểm nghe người ta nhắc qua, bị Xà Vương để mắt tới người, không chết không thôi. Theo các ngươi nói, Xà Vương lần thất bại này về sau, tất nhiên sẽ lại tìm cơ hội xuất thủ, Uyển Thanh an toàn vẫn là không có bảo hộ. Lăng Tiên Sinh, ta không muốn đuổi theo hỏi quá khứ của ngươi, nhưng người biết rõ sát thủ nội tình, đủ để nói rõ năng lực của ngươi không đơn giản. Ta không yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Uyển Thanh. Ngài yên tâm đây là ta phần bên trong sự tình. Không, ngươi khả năng vẫn không rõ ta ý tứ. Đã Uyển Thanh bị sát thủ để mắt tới, cái kia nàng thời khắc đều ở cảnh hiểm nguy bên trong. Mặc kệ là trong nhà vẫn là tại công ty, nàng đều không phải là trăm phần trăm an toàn. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng ngươi có thể thiếp thân bảo hộ Uyển Thanh an toàn, không cho nàng thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Thiếp thân, Lăng Trần giật mình ánh mắt không tự chủ được chuyển qua Nam Vinh Nguyễn Thanh trên thân. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, Nam Vinh Nguyễn Thanh sau khi từ biệt đầu nói. Dạ dạ, không cần thiết, ta. Ngươi không cần nhiều lời, vì quan hệ an toàn của ngươi, chuyện này không phải do ngươi làm chủ. Lăng tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt Uyển Thanh an toàn, yêu cầu gì đều có thể sách, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Cái này, ta không có gì đặc thù yêu cầu vậy ngươi về đi dọn dẹp đợi chút nữa ta để liễu không đi đón ngươi chung vĩ ngươi bồi lăng tiên sinh đi ra ngoài trước ta còn có việc cùng nguyễn thanh nói đúng rời phòng làm việc lăng trần còn có chút như lọt vào trong sương mù về đi thu thập thu thập cái gì chẳng lẽ lại là để cho mình đem đến nam vinh gia ở lăng trần từng chung đội có chuyện gì thật xin lỗi là ta không có nghiêm túc đối đãi nhắc nhở của ngươi cứ thế tại xảy ra chuyện như vậy, khiến đội viên thương vong thảm trọng. Chuyện lần này là ta thất trách, ta lẽ ra gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Công tác giao tiếp hoàn tất về sau, ta sẽ đệ trình chủ tịch hội đồng quản trị từ chức, sau này chủ tịch hội đồng quản trị an toàn liền vất vả ngươi. Trung đội, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Xà vương không phải bình thường sát thủ, chỉ cần là bị hắn để mắt tới mục tiêu đều khó thoát khỏi cái chết chủ tịch hội đồng quản trị lần này có thể thoát thân cũng có công lao của các ngươi. Mặt khác, giúp bỏ chuyện lần này không nói, hiện tại trọng yếu nhất là xử lý về sau khả năng phát sinh nguy cơ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Thiếp thân bảo hộ 2 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện audio Vỗ vỗ bả vai của đối phương, Lăng Trần tiếp lấy nói. Nếu như ngươi cho rằng thất trách, Vậy ngươi càng hẳn là làm rất tốt xuống dưới, đền bù mình khuyết điểm. Ngươi nếu là ở chủ tịch hội đồng quản trị cần có nhất bảo vệ thời điểm từ chức không làm, vậy ngươi mới là thật thất trách. Thân là bảo an nhân viên, hy sinh là không thể tránh khỏi sự tình, làm quân nhân ngươi hẳn là có cái này giác ngộ. Ta. Tốt, cứ như vậy đi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vẫn là hảo hảo hợp tác, nỗ lực bảo vệ tốt chủ tịch hội đồng quản trị an toàn dạng này mới xứng đáng huynh đệ đã chết. Thang máy tới, lăng trần chân trước vừa mới bước vào, liền nghe đến tô lâm âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng trần, ngươi dừng lại. Nhìn lấy đi tới tô lâm, lăng trần bất đắc dĩ xong chung vị nhún nhún vai. Chung đội, ngươi đi xuống trước đi. Thang máy cửa khép lại, lăng trần hỏi. Tô tiểu thư, tìm ta có chuyện gì tối hôm qua? Ngươi đừng có hiểu lầm, tối hôm qua ở quầy rượu thời điểm ta nhưng cái gì cũng không làm ta biết rõ tuy nhiên tối hôm qua ở quán ba say rượu nhưng nàng còn duy trì một điểm thanh tĩnh lăng trần làm cái gì nàng đều nhất thanh nhị sở vậy ngươi tìm ta làm gì ta tô lâm do dự một chút ấp a à ấp úng nói liên quan tới tần dương sự tình ta hy vọng ngươi đừng nói cho tỷ ta nguyên lai like là vì chuyện này ngươi yên tâm ta không phải người hay lắm miệng. Bất quá, tô tiểu thư, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, về sau nhìn người khác nhìn bề ngoài, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, ngươi nhưng khác lại vào bẫy. Ta biết rõ. Nói xong, nàng quay người liền đi về phòng làm việc. Đi ẩn hiện mấy bước, nàng lại quay đầu, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói tiếng cảm ơn. Lăng trần hơi ngẩn ra, lập tức cười bắt đầu cô nàng này thế mà lại hướng mình nói lời cảm tạ thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sau về đến nhà lăng trần tìm xuất một cái lớn cặp da lắp đặt mấy món đổi giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày dù sao trong nhà không có mấy thứ thứ đáng giá chỉ chốc lát sau liền thu thập xong đã muốn dọn đi nam vinh gia căn phòng này chắc chắn sẽ không ở nữa ngay sau đó hắn cho chủ nhà gọi điện thoại thuận tiện đem một ngàn khối tiền thế chấp thu hồi lại đã xuất gia cửa, lăn Trần đi đến sát vách, chuẩn bị cùng đường thi vận chào hỏi. Gặp phòng cửa đóng kín, hắn gõ gõ cửa, nửa ngày không ai đáp lại, đoán chừng người đều ở bệnh viện, tạm thời vẫn chưa về. Thôi, trước cho cái kia nha đầu gọi điện thoại, hôm nào có thời gian trở lại tìm nàng. Lúc này, Liễu Không đã lái xe ngừng dưới lầu. Lên xe, Liễu Không truyền đạt một trương kiến thiết ngân hàng thẻ ngân hàng. Làm cái gì vậy, bên trong có 10 vạn khối, là lão gia đưa cho ngươi lăng trần giao động đầu nói tiền này ta không cần vẫn là cho vị kia chết đi huynh đệ gia thuộc người nhà đi cái này không cần ngươi quan tâm lão gia tất cả an bài xong sẽ không bạc đãi thân nhân của người chết nam vinh gia luôn luôn là thưởng phạt phân minh tiền này ngươi thu cất đi cũng là nam vinh gia một chút lòng thành về sau còn muốn vất vả ngươi bảo hộ đại tiểu thư an toàn gặp hắn nói như vậy lăng trần cũng không khách khí đem thẻ ngân hàng cất vào tới vừa vặn số tiền này đầy đủ để đường thi vận thanh toán ba nạn tiền thuốc men cùng học phí đến phú hào sơn trang nam vinh hạo sớm đã đợi ở cửa gặp xe dừng hẳn hắn ân cần chạy lên trước thay lăng trần kéo ra xe cửa trần ca liễu không nhìn ở trong mắt có phần hơi kinh ngạc ngoại trường nhà mình đại tiểu thư cùng lão gia hắn cho tới bây giờ không gặp nam vinh hạo đối với người nào như thế cung kính qua tiểu tử ngươi về sau đừng như vậy ta cũng không phải không có tay không có chân lăng trần dạy dỗ hắn một câu mình chỉ là cái làm thuê nam vinh hạo là đại thiếu gia cái này nếu để cho nhà hắn người thấy được sẽ nghĩ như thế nào đúng đúng trần ca ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi miệng bên trong ứng thừa là nam vinh hạo tay chân lại không chậm vượt lên trước đề cập qua lăng trần lớn cặp da bước nhanh đi vào trong nhà tuy nhiên trước kia tới qua mấy lần, nhưng đây là Lăng Trần lần thứ nhất chính thức tiến Nam Vinh gia. Ở Nam Vinh hạo chỉ huy dưới, Lăng Trần trực tiếp xuyên qua phòng khách đến hậu viện. Đến nơi này, hắn mới kiến thức đến cái gì gọi là nhà có tiền. Nam Vinh gia hậu viện chừng một quả bóng đá trận lớn như vậy, chung quanh đều bị cao hơn 2 mét tường vây vây lên, hoa viên bể bơi cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, tại hậu viện bên trong còn tu kiến có ba tòa nhà độc lập biệt thự, một tòa thuần gỗ kết cấu biệt thự, mặt khác hai tòa nhà đều là khuynh hướng kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự, tường ngoài phân biệt là cùng vàng nhạc. Nam Vinh Hạo chỉ ngôi biệt thự kia nói. Đó là đại tỷ của ta chỗ ở, mặt khác một tòa vàng nhạc biệt thự là ta ở, gia gia của ta ở chính trạch. Cha cha. Lăng Trần âm thầm cảm thán, không hổ là người nhà có tiền. Hạo tử, gian phòng của ta an bại ở đâu, nơi đó, nam vinh hạo đưa tay chỉ hướng ngôi biệt thự kia lăng trần giật mình có chút khó có thể tin để cho ta cùng ngươi đại tỷ ở cùng nhau không chỉ là đại tỷ của ta còn có biểu tỷ ta biểu tỷ ta cùng đại tỷ của ta trụ cùng nhau nói đến đây nam vinh hạo cười trộm nói trần ca về sau ngươi thật có phúc đại tỷ của ta biệt thự ngay cả ta đều không ở qua ngươi là người thứ nhất vào ở đại tỷ của ta biệt thự nam nhân khó nói ngươi đại tỷ đồng ý, nàng đương nhiên không đồng ý, bất quá ta gia gia lên tiếng, nàng không có có quyền lợi cự tuyệt, trừ phi nàng muốn từ bỏ hồng vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ghế. Trần ca, có câu nói tục ngữ tốt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, ngươi nhưng nhất định cần phải nắm chắc. Ba. Ôi! Trần ca, ngươi đánh ta làm gì, ta đây là thay tỷ ngươi đánh, nàng nên biết rõ ngươi nói loại lời này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi lại nói thỏ không ăn cỏ gần hang ta là như thế không có nguyên tắc người sao miệng bên trong mặt dù nói chững chạc đàng hoàng nhưng trong lòng của hắn còn có một câu không nói ra không ăn cỏ gần hang con thỏ đều không phải là tốt con thỏ hắn cũng không phải có nguyên tắc người trần ca ta trước dẫn ngươi đi gian phòng đi vào ngôi biệt thự kia lăn trần trước mắt rộng mở trong sáng trên trăm mét vuông phòng khách 120 tấc máy TV LCD treo ở phấn trắng trên vách tường, kiểu dáng châu Âu quý tộc phong cách gia chế ghế sofa bày đặt ở trung ương, mặt đất phủ lên thật dày thảm lông cừu, liên tiếp lò sưởi trong tường, chung quanh phối hữu tinh mỹ vật phẩm trang sức, nó bên trong còn có mấy tấm trừ tượng phái hòa tác. Khắp nơi đều lộ ra ưu nhã quý tộc gió. Nam Vinh Gia cho Lăng Trần An bài phòng ngủ ở vào lầu 1, cùng phòng khách liền nhau. Phòng ngủ có hơn 20 bình phương, mang theo phòng vệ sinh riêng cùng phòng tắm, sở hữu đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, so với hắn thuê lại gian phòng không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Trần ca, có cái gì không hài lòng địa phương ngươi một mực nói ra, ta tìm người đến đổi. Nam Vinh Hạo mỉm cười nói. Đã rất khá. Lăng Trần điểm điểm đầu, điều kiện này so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn suốt không ít. Trần ca, ta còn có chút việc, ngươi phải có sự tình trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ngươi đi mau đi. Đưa tiễn Nam Vinh Hạo, Lăng Trần mở ra cặp da, đem đổi giặt quần áo đều phóng tới trong tủ treo quần áo. Lúc này, y phục bên trong tài liệu thi một trương phai màu lão tướng phiến rơi xuống đất. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Thiếp thân bảo hộ 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hắn nhặt lên ảnh chụp, chỉ thấy phía trên có một cái 4 năm tuổi tiểu nam hài cười phi thường vui vẻ. Bên cạnh còn có một cái 30 tuổi trái phải nam nhân, mặt như đau gọt, mắt sáng như đuốc, dáng người thẳng, anh Tuấn uy vũ xuất khí. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia tướng mạo của nam nhân cùng lăng trần giống nhau đến mấy phần chỗ. Lão ba Nhìn lấy lão tấm hình nam nhân, lăng trần gốc miệng bộc lộ xuất một nụ cười khổ sở. Hắn đều nhanh quên mình có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua cha của mình. 5 năm năm sáu năm hoặc là bảy năm thời gian quá lâu Hắn đã không có ấn tượng Ở hắn ký ức bên trong Lúc còn rất nhỏ lão ba liền dẫn hắn rời khỏi nhà Lưu lãng tứ xứ Về sau Đến hắn hơn 10 tuổi có tự lập năng lực thời điểm Lão ba chỉ nói có chuyện trọng yếu muốn làm Rời hắn mà đi Từ đó về sau Hắn liền không còn có gặp qua cha của mình Cũng không biết rõ hắn hôm nay là có hay không mạnh khỏe Lăng trần Âm thanh âm vang lên lập tức cắt ngang lăng trần suy nghĩ hắn thu hồi ảnh chụp nhìn về phía cửa phòng ngủ chỉ gặp tô lâm mang giày cao gót đi đến mang trên mặt vẻ giận tô tiểu thư hắn nhếch miệng cười một tiếng lên tiếng chào hỏi tô lâm một mặt không cao hứng nói lăng trần ngươi muốn thức thời lời nói liền mình dọn ra ngoài nơi này là ta cùng nguyễn thanh chỗ ở chúng ta không chào đón có thối nam nhân vào ở tới lăng trần giang tay ra bất đắc dĩ nói. Tô Tiểu Thư, cũng không thể nói như vậy, cũng không phải ta muốn chuyển vào đến, là lão gia tử ra lệnh. Ta là hắn mời tới, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Ngươi muốn để ta dọn ra ngoài, cái kia còn không đơn giản, đi tìm ngươi ông ngoại, khác tới tìm ta. Ngươi! Tô Lâm tức giận bất bình nói. Ngươi nếu là không dọn ra ngoài, về sau không có ngươi ngày sống dễ chịu. Nói xong, nàng dậm chân một cái, quay người đi ra phòng ngủ. Lăng Trần không quan trọng lung lay đầu, việc này là Nam Vinh Dung một tay an bài, cùng hắn có quan hệ gì. Thu thập xong gian phòng, hắn nhìn đồng hồ, bận rộn một ngày, cái này đều nhanh chạng vạn tối hơn 6 giờ đồng hồ. Buổi trưa hôm nay còn chưa ăn cơm, bụng đã bắt đầu kháng nghị. Trong biệt thự có nhà bếp, không ngại nhìn xem có ăn cái gì đồ vật. Ra phòng ngủ, Lăng Trần đang chuẩn bị đi nhà bếp, đã thấy phòng khách bên trong ngồi hai người chính là nam vinh uyển thanh cùng tô lâm vừa nhìn thấy mình tô lâm lập tức bày ra một bộ mặt thối bất quá thân vì một đại mỹ nữ mặc kệ biểu tình gì đều là như vậy thưởng vui vẻ ánh mắt ngược lại là nam vinh uyển thanh y nguyên như ngàn năm không hóa băng sơn mắt trông được không xuất nửa điểm ba động lăng trần lơ đến hướng hai vị mỹ nữ phất phất tay cười tủng tỉm nói hai vị các ngươi có đói bụng không muốn không ta làm ăn chút gì chúng ta cùng một chỗ hư tô lâm sau khi từ biệt đầu miết khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn một mặt ghét bỏ nam vinh uyển thanh lạnh như băng nói lăng trần buổi sáng ngày mai ta không hy vọng ở biệt thự này bên trong nhìn thấy ngươi tiểu lâm tiễn ta về nhà gian phòng a à. nói xong tô lâm hung hăng trừng lăng trần một chút sau đó đẩy xe lăng lên lầu vì chiếu cố nam vinh uyển thanh Biệt thự bên trong cố ý lắp đặt xe lăn quỹ đạo, thuận tiện bên trên xuống thang lầu. Nghe lên trên lầu tiếng cửa phòng truyền đến, Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Muốn không bị ghét bỏ, nhất định phải cùng hai vị này đại mỹ nữ tạo mối quan hệ mới được. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. "Hạo Tử, làm gì đi ngươi cái kia ăn cơm đi, ta lập tức tới." Cúp điện thoại, lăng trần trực tiếp đi vào bên cạnh cái kia tòa nhà vàng nhạc biệt thự bên trong lúc này nam vinh hào sớm đã chuẩn bị tốt một bàn phong phú thịt rượu trần ca đến ngồi lớn như vậy phòng chỉ một mình ngươi ở còn có bảo mẫu mỗi ngôi biệt thự đều an bài bảo mẫu chuyên môn phụ trách nấu cơm cùng gian phòng thanh lý đại tỷ của ta nhà bảo mẫu giống như xin nghĩ mấy ngày nay đồ ăn đều là nhà ta bảo mẫu đang giúp đỡ cái kia vừa rồi làm sao không gặp người đưa cơm đi qua ta còn chuẩn bị tự mình đồng thủ tới trần ca ngươi còn không biết nói nam vinh hạo thần thần bí bí nói đại tỷ của ta cùng biểu tỷ đi tìm gia gia của ta lý luận muốn đem ngươi đuổi đi ra kết quả gia gia của ta không chịu cho nên bọn họ hai cái quyết định tuyệt thực kháng nghị mới vừa rồi còn cố ý cho ta biết nhà bảo mẫu từ hôm nay trở đi không cần đưa cơm Tuyệt thực, lăng trần trừng to mắt, các nàng đối với mình cũng quá độc ác đi. Hai cái nũng nịu đại mỹ nữ, nếu là đói bụng lắm làm sao bây giờ? Hạo tử, muốn không? Ta đi cùng gia gia ngươi nói một chút, để cho ta chuyển đến chỗ ngươi ở dù sao hai nhà lại không xa. Trần ca, việc này ngươi liền khác mù quan tâm, gia gia của ta chắc chắn sẽ không đồng ý, lại nói, ngươi muốn chuyển đến chỗ của ta ở, muốn là buổi tối có sát thủ đi tìm ta tỉ, ngươi có thể biết không không sợ nói cho ngươi, đại tỷ của ta là gia gia của ta trong lòng bàn tay bảo bối. Vì an toàn của nàng, gia gia của ta chuyện gì đều làm được. Trần ca, ta biết rõ ngươi ở bên kia không dễ chịu, tuy nhiên không quan hệ, trước nhẫn tầm vài ngày, chỉ muốn mọi người đều thói quen liền tốt. Ăn cơm tối xong, Lăng Trần ở Nam Vinh Hạo nhà lại dừng lại một hồi, thẳng đến chín điểm mới trở về. Tắm rửa xong, hắn thay đổi một đầu lớn quần cộc, lái lên điều hòa không khí, ngược lại đầu nằm ở sốc trên giường, muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Cũng không biết rõ ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng bên trong, lăng trần đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến nhỏ xíu vang động. Hắn phút chốc ngồi dậy, não tự cấp tốc tỉnh táo lại. Có người. Hắn thả người nhảy lên, hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, một điểm âm thanh đều không có. Đến cửa phòng ngủ, hắn đem lỗ tai dán tại cánh cửa bên trên, một cái rất nhẹ tiếng bước chân lập tức xuyên thấu qua phòng cửa truyền vào tai của hắn bên trong tuy nhiên thanh âm kia nhỏ khó thấy nghe nhưng hắn vẫn là nghe được đối phương rõ ràng là tận lực thả nhẹ bước chân nếu như là nam vinh gia người tuyệt sẽ không làm như vậy ngay sau đó hắn động tác chậm rãi vặn vẹo khóa cửa tận lực không phát ra âm thanh đợi tới cửa lộ xuất một đầu rộng khe hở hắn lăn khỏi chỗ linh xảo chui vào phòng khách bên trong sau đó mượn ghế sofa yểm hộ thân thể của mình thể. Phòng khách không có mở đèn, chỉ có một sợi thảm đạm ánh trăng từ cửa sổ thủy tinh ném bắn vào, chung quanh đen như mực, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Lăng Trần không có đi xem cái kia người ở nơi nào, mà là thông qua đối phương tiến bước chân phán đoán lấy vị trí. Hắn ép cuối người, từ ghế sofa phía sau bỏ qua cho, lặng lẽ hướng phía người kia tiếp cận. Nghe đối phương bước chân dần dần hướng phía bên mình đi tới, lăng trần toàn thân căng cứng giống như báo săn vận sức chờ phát động vài giây đồng hồ qua đi ở ánh trăng chiếu rọi dưới một đạo hắc ảnh từ trước mắt của hắn thoảng qua bắt được ngươi lăng trần gốc miệng khẽ nhếch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thân thể bỗng nhiên nhào tới thuận thế đem người kia ép ngã xuống đất lập tức một trận tiếng thét chói tai vang lên lăng trần không khỏi khẽ giật mình như thế nào là nữ vừa vặn một chiếc rơi xuống đất đèn bàn liền bày ở bên cạnh, hắn ngay cả vội vương tay mở ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, một trương khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện ra ở mắt của hắn bên trong. Tô Tiểu Thư tại sao là ngươi? Trước mắt cô gái này người không là người khác, chính là Tô Lâm cô nàng kia. Tô Lâm đỏ mặt, thở phì phì nói. Cấm thú, còn không mau đem tay bẩn thiểu của ngươi dịch chuyển khỏi lăng trần lúc này mới chú ý tới vừa rồi bổ nhào vào tô lâm thời điểm một cái tay vừa vặn đặt tại đối phương bộ ngực trung gian đầu kia rảnh sâu bên trên cái kia loại rã rời cảm giác thật nhanh muốn để hắn gây tê mà lại hắn cái mông cưỡi ở tô lâm trên thân muốn bao nhiêu mập mờ có bao nhiêu mập mờ tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả